Hello cả nhà, đội bạn sẽ giới thiệu đến cả nhà. Đây là Waterwolf Villa hôm qua. Đội bạn mới vừa tới đây và tối nay sẽ ở trong này. Chỉ có một mình thôi, đi một mình thôi, nó mới thoải mái. Đội bạn nói đội bạn đi một mình mà không ai tin hết chơi. Đây là phòng khách. Ở đây thì là có hồ bơi luôn. Đây là cái hồ bơi nằm ở ngay biển. Vô trong này là phòng khách. Đôi giày để bàn mới tháo ra để đây nha mọi người. Đây. Đây là cái phòng khách này. Phòng khách nhưng mà có cả phòng tắm, có cả quen rồi, được khẩu trang riết quen rồi, giờ hơi tháo ra một tí đi. Đây là cái bồn rửa tay, và đây có cái kiến. Đây là đây toilet. Đó, cái phòng này là phòng khách nha mọi người. Nằm ở đây khá là hấp dẫn. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua phòng ngủ. Đây là có cái hồ bơi luôn. Buổi chiều ra đây bơi thì chắc là đẹp lắm. Đây là phòng ngủ. Bông. Ghê vậy. Sống ghê vậy trời. Rồi, chúng ta đi vô phòng ngủ. Phòng ngủ sẽ là ở đây. Và đây là căn phòng ngủ. Phòng ngủ này là dành cho hai người. Đây là phòng tắm. Đây cái vali đồ của đại bàng đây. Toàn là trà không thôi. Trong này là toilet, phòng tắm. Ở đây là có phòng tắm ngoài trời. Bên này là người ta. Đó, đứng đây nhìn qua là thấy phòng khách này. Rồi.
Bye bye mọi người, bây giờ đi ăn cái này. Nhưng mà chắc gọi đồ ăn về phòng ăn luôn quá. Hỏi đi đâu? Hù. Cho mọi người ngắm. Sóng nè, quá sóng nó tạt vô dữ luôn. Phía bên kia là nhà hàng. Tối nay đại bàng sẽ ở đây chỉ có một mình thôi, không có đi hai mình đâu mọi người. Rủ mà không ai chịu đi hết trơn, nên là đi một mình đấy. Nguyên một mình đó là phòng ngủ, còn ở đây là phòng khách. Đây là sản phẩm cái túi Hermès. Đây là trà. Mời cả nhà